Chùa Nôm thuộc địa phận xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, hàng năm đón tiếp hàng vạn lượt du khách thập phương về lễ chùa, cầu an, cầu phúc vãn cảnh. Tuy nhiên, nhà chùa cũng đang đối mặt với tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường và làm mất cảnh quan đất Phật. Mặc dù tại khu vực chợ Nôm đã bố trí các thùng đựng rác, nhưng rác thải vẫn được xả vô tội vạ ra trước cổng chùa Nôm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các hộ tiểu thương buôn bán kinh doanh tại chợ Nôm không giữ gìn vệ sinh, xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ xả rác bừa bãi, trong chợ Nôm cách cổng chùa không xa, đó là hình ảnh rất phản cảm bởi hai hộ buôn bán và giết mổ ra cầm sống ngay tại chỗ đã làm ảnh hưởng lớn đến cảnh khoan khu di tích chùa Nôm. Tình trạng xả rác bừa bãi và giết bổ ra cầm sống tại chợ Nôm trước cổng chùa Nôm đã làm ô nhiễm môi trường và gây mất mỹ quan nơi linh thiêng đất Phật.